Đền Tam Phủ nằm giữa mênh mông sóng nước tại xã Cao Đức, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Nơi đây chứa đựng biết bao câu chuyện lịch sử, những truyền thuyết huyền thoại về một chốn linh thiêng, nơi giao hòa của trời, đất, nước và là điểm đến tâm linh hội tụ của từ bao đời. Bãi Nguyệt Bàn, địa danh vào thế kỷ thứ 13, là nơi vua Tôi, nhà Trần đã tổ chức hội nghị Bình Thang, bàn kế sách đẩy lui quân xâm lược Nguyên Mông, là một bãi bồi lớn nổi giữa hạ lưu sông Đuống. Bãi Nguyệt Bàn ngày nay yên bình với những cánh đồng xanh tươi tốt, giữa ngô và lúa. Trước mặt là sông Lục Đầu, mênh mông sóng nước. Giữa chốn linh thiêng ấy, đền Tam Phủ ẩn mình sau những hàng cây cổ thụ là chứng tích duy nhất gợi nhắc về những ngày tháng sôi sục. Tương truyền, đây là nơi nhà Trần lập đàn tế cáo trời đất, cầu mong chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông. Đền Tam Phủ còn có tên là đền Ba Vua, thờ ba vị vua Thiên Phủ, Địa Phủ và Thủy Phủ, vua của ba cõi tự nhiên, trời, đất và nước, đã tạo hóa lên muôn loài. Đền xây từ rất lâu và được trùng tu tôn tạo nhiều lần, trong mỗi lần đó đã để lại những dấu ấn đậm nét của các đường nét kiến trúc nghệ thuật của thời nhà Lê, nhà Nguyễn. Trước đền là một sân rộng với nhiều cây cổ thụ rợp bóng mát, trong đó lâu đời nhất vẫn là cây đa lan có tuổi thọ hàng trăm năm. Loài cây có bộ rễ xù xì nhưng lá lại như hoa lan, quanh năm tươi tốt, tỏa hương thơm mát như một nét chấm phá khiến không gian thêm phần cổ kính, thâm nghiêm. Trải qua bao biến thiên của lịch sử, khu di tích đền Tam Phủ ngày nay mang nhiều lớp tín ngưỡng. Phía trước là đền thờ ba vua của ba cõi Thiên Phủ, Địa Phủ, Thủy Phủ. Phía sau là ngôi thờ Phật và đền thờ Mẫu Liễu Hạnh. Trong đó, giá trị lịch sử kiến trúc nổi bật nhất là ngôi đền thờ ba vua, gồm ba tòa tiền tế, trung đền và hậu cung. Tòa tiền tế được xây dựng theo kiến trúc ba gian hai trái, mái đao cong. Nơi đây còn có ban thờ Đức Thánh Trần, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, người đã có công đánh giặc Nguyên Mông ở vùng cửa Đại Than, được nhân dân nơi đây lập đền thờ và được các triều vua ban tặng nhiều sắc phong. Trong đền có kiến trúc tương tự như tòa tiền tế, là nơi đặt ban thờ Ngũ Vị Tiên Ông, Đức Ông và Bà Chúa Lục Đầu Giang. Ngăn cách giữa trung đền và hậu cung là một khoảng sân khá rộng lát gạch, được gọi là sân rồng. Hậu cung là nơi tối linh thiêng, đặt tượng thờ ba vị Thiên Phủ, Địa Phủ và Thủy Phủ trong dáng vẻ uy nghiêm, mỗi vị mặc một màu áo khác nhau. Đức Thiên Phủ mặc áo màu đỏ, đầu đội mũ đỏ. Địa Phủ mặc áo màu vàng, đầu đội mũ vàng. Thủy Phủ mặc áo màu trắng, đầu mũ trắng. Tồn tại qua nhiều thế kỷ, đền Tam Phủ là chốn linh thiêng được nhân dân xã Cao Đức kính cẩn giữ gìn thờ phụng. Đền Tam Phủ, bãi Nguyệt Bàn là những địa danh ghi dấu trong lịch sử của dân tộc, gắn liền với những thắng lợi hào hùng của dân tộc trong các cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông. Ký sự di sản UNESCO kính mong quý vị đến thăm nơi đây một lần để được thả hồn vào với trời đất và nước, và chiêm nghiệm sự tĩnh tại của thời gian và lắng nghe âm vang lịch sử vọng về.